thần mà đồng đội đoàn kết rất là vững mạnh. Có rút ra được một bài học tinh thần đoàn kết của toàn team. Đoàn kết đó đã có những người đồng đội rất là tuyệt vời. Đương nhiên là khó khăn, dù có ai bị đau chân hay như nào thì tất cả mọi người cùng đi đến nhau đến cuối. Sự đoàn kết có một chút thử thách đấy cho bản thân mình, muốn về đi thật là nhanh. Không được bỏ cuộc thì phải quyết tâm đi đến cuộc. Em làm được, em chứng minh bản thân của mình. Tinh thần đồng đội giờ bỏ rơi.